Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta đang ở trong sự bảo vệ, ở trong sự phước hạnh, ở trong sự bình an mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho mọi chúng ta. Tuy vậy thì vẫn còn ở đâu đó trong vòng con cái của Chúa, chúng ta bước đi theo Chúa, nhưng chúng ta lại chưa thật sự cho ta kinh nghiệm được cái sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời Ngài hứa Ngài ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Như lời của Chúa hứa ở trong Galati đoạn 3 câu số 13 và câu số 14 thì Chúa nói rằng Chúa Giêsu đã gánh lấy cái sự rủa xả thế cho chúng ta rồi. Và qua Chúa Giêsu, qua đức tin ở nơi Chúa Giêsu thì phước lành của Abraham rải khắp ở trên chúng ta. Được không ạ? Nhưng mà đâu đó ở trong vòng chúng ta vẫn có người chúng ta đã từng kinh nghiệm sự phước hạnh, nhưng sau đó thì sự phước hạnh lại vụt mất khỏi tay của chúng ta. Có ai trong chúng ta đã từng bước vào kinh nghiệm sự phước hạnh của Chúa, kinh nghiệm được sự bình an của Chúa, kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa, kinh nghiệm được sự bảo vệ của Chúa, nhưng rồi sau đó thì những cái điều chúng ta kinh nghiệm đó nó biến mất khỏi đời sống của chúng ta, mà chúng ta lại ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cái phần Kinh Thánh nói về cái điều này, và Chúa cũng sẽ cho chúng ta một cái nguyên tắc để làm sao chúng ta có thể thay đổi, hay là chúng ta có thể đổi lấy cái sự rủa xả trở nên phước. Có nhiều người ở trong chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta bước vào trong sự phước hạnh rồi, thì chắc sẽ không bao giờ có cái điều gì, hay là không bao giờ có cái sự rủa xả, hay là không bao giờ có điều tệ hại gì xảy đến cho chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta nhớ lời của Chúa Giêsu nói thế này: ngươi đã được lành rồi thì hãy làm gì? Chớ có phạm tội nữa. Bởi vì sao vậy ạ? Có sự gì tệ hơn xảy đến cho ngươi chăng? Cho nên ngày hôm nay chúng ta cùng nhau mở ra sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30. Chúng ta xem từ câu số 1 cho đến câu số 10. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30, từ câu 1 cho đến câu 10. Chúng ta có chưa mở kịp, chúng ta có thể nhìn lên trên máy chiếu ở trên bảng. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30, từ câu 1 cho đến câu 10, tôi xin phép đọc. Lời hứa và sự ngâm dọa. Khi các điều này đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa xả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều này, trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng, hết ý, vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay, thì bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó. Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó. Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng, hết ý kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời chù ẻo này trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi, còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán của Đức Jehovah và làm theo các điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng, hết ý trở lại cùng Jehovah Đức Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước lấp đầy, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thạnh vượng, vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Đây là bài giảng của tôi tớ Chúa là Môi-se trước khi
Môi-se chia tay dân sự của Chúa. Trước khi Chúa đem Môi-se trở về với Ngài, trước khi Chúa truyền cái chức vụ của người lãnh đạo trên dân Israel cho Joshua, thì đây là bài giảng của Môi-se. Và Môi-se đã đưa ra những cái điều này. Và những cái điều mà Môi-se đã đưa ra ở đây, chúng ta biết được rằng nó chưa xảy ra cho dân Israel. Nó chưa xảy ra cho dân Israel. Và dân Israel cũng chưa bước chân vào để nhận lấy đất hứa. Các bạn nhớ nha, lúc này dân Israel cũng chưa bước chân vào để nhận lấy đất hứa. Dân Israel chỉ còn ở bên này sông Giô-đanh, nhưng đất hứa thì nằm ở bên kia. Và chúng ta biết được rằng là Joshua mới là người dẫn dân Israel vào trong đất hứa. Nhưng ở đây Môi-se đã cậy ơn của Chúa và truyền lời của Đức Chúa Trời đến cho dân sự của Chúa, để cho dân sự của Chúa biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà bước đi để nhận lấy cái sứ hứa mà Chúa đã hứa cho tổ phụ của họ một cách trọn vẹn. Thì Chúa nói thế nào ? Khởi đầu của đoạn 31 nói gì? Khi các điều này đã xảy đến cho ngươi. Thì các điều này là gì? Hoặc là phước lành, hoặc là rủa sả. Nhưng sau đó Môi-se nhấn mạnh vào trong cái chỗ sự rủa sả. Nhấn mạnh vào trong chỗ rủa sả này là gì ? Nếu các ngươi lại bị tan lạc đi khắp nơi. Bây giờ chúng ta suy nghĩ chỗ này nha. Dân Israel, Chúa hứa cho họ rằng họ sẽ được vào nhận lấy xứ đượm sữa và mật. Và Chúa hứa với lại Môi-se, xin lỗi, Chúa hứa với lại Abraham rằng cái xứ đó Chúa sẽ ban cho Abraham và cho dòng dõi Abraham đời đời. Đúng không ? Tức là cái xứ đó sẽ dành sẵn cho Abraham và dòng dõi Abraham. Nhưng mà trong cái phần kinh thánh này thì chúng ta thấy một điều thế này. Họ đã vào nhận sứ hứa rồi, nhưng Chúa nói với họ rằng họ cũng có thể bị đuổi ra khỏi sứ hứa. Mặc dù cái sứ này Chúa hứa cho họ và dòng dõi của Abraham đời đời, nhưng họ vẫn có thể bị đuổi ra khỏi cái sứ đó. Và dân Israel trong thuộc thể, sứ hứa ở trong thuộc thể là hình bóng, dân Israel trong thuộc linh và sứ hứa ở trong thuộc linh. Vậy thì dân Israel trong thuộc linh là ai ? Chúng ta mở ra Roma đoạn 4. Tôi nhờ một người mở ra trước đọc giúp cho tôi Roma. Dạ, Roma đoạn 4. Chúng ta xem câu số 16. Dạ. Về thuộc thể thì dân Israel là dòng dõi của Abraham. Đúng không ? Nhưng ở trong thuộc linh thì chúng ta là những người tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng thuộc về dòng dõi của Abraham. Vậy đất hứa trong thuộc thể thì dân Israel trong thuộc thể họ đã nhận được. Và vậy thì đất hứa ở trong thuộc linh, dân Israel trong thuộc linh chắc chắn sẽ nhận được. Nhưng theo chúng ta thì đất hứa trong thuộc linh nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nếu chúng ta nói đất hứa trong thuộc linh ở trên trời thì nhiều người sẽ nói rằng vậy thì ở trên đất này chúng ta nghèo là đúng rồi. Đúng không ? Nhưng chúng ta biết rằng Chúa có muốn chúng ta bị nghèo khó khi ta ở trên đất này không? Nếu Chúa muốn chúng ta bị nghèo khó trên đất này thì Chúa Giê-xu không trở nên nghèo vì chúng ta, hầu cho chúng ta bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta trở nên giàu có. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đã trở nên nghèo vì chúng ta rồi, đúng không ? Rồi nếu Chúa muốn chúng ta nghèo khó thì Chúa sẽ không hứa thế này: ta sẽ để các ngươi ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi, ở trên cao chứ không phải ở dưới thấp. Ngươi sẽ cho các nước vai, còn ngươi không vai ai. Nếu Chúa muốn chúng ta nghèo khó thì chắc chắn Chúa không hứa như lời hứa đó. Cho nên
cái đất hứa của dân Israel trong thuộc thể thì họ đã nhận được về thuộc thể, nhưng đất hứa của chúng ta là dân Israel thuộc linh, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được ngay ở trong đời này, chứ không phải đợi khi chúng ta về thiên đàng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nhớ như thế này, Chúa kêu gọi chúng ta đến trong đức tin ở nơi Chúa, và Chúa để chúng ta sống ở trên đất này là mục đích để làm gì ạ? Để làm sáng danh Chúa, đúng không? Đúng không ạ? Chúng ta có chắc chắn rằng Chúa kêu gọi chúng ta và Chúa để chúng ta ở trên đất này, còn sống ở trên đất này là mục đích là để làm sáng danh Chúa không? Vậy tôi hỏi anh chị em nha, chúng ta có thể làm sáng danh Chúa được không khi mà người ta thấy chúng ta đi tới, người ta sợ chúng ta mượn nợ? Chúng ta có làm sáng danh Chúa được không khi mà người ta nghe tiếng của chúng ta từ xa, người ta đã đóng cửa, người ta trốn rồi? Chúng ta có thể làm sáng danh Chúa được như vậy không? Không. Cho nên chắc chắn một điều, ý muốn của Chúa cho chúng ta sẽ nhận lấy sứ hứa ngay ở trên đất này. Nhưng sứ hứa đó là gì? Đối với dân Israel, sứ hứa đó là toàn bộ xứ Canaan. Đối với chúng ta, sứ hứa đó là toàn bộ ở đây. Toàn bộ ở đây. Trong xứ Canaan, Chúa có lời hứa cho dân Israel trong đó, đúng không ạ? Ở đây, ngoài quyển Kinh Thánh này thì có lời hứa nào cho chúng ta không? Có không ạ? Ngoài quyển Kinh Thánh, có lời hứa nào của Chúa hứa cho chúng ta ngoài quyển Kinh Thánh không? Vậy sứ hứa chúng ta ở đâu? Ở đây. Và thật sự nếu chúng ta khám phá ra, chúng ta sẽ thấy được rằng trong quyển Kinh Thánh này, Chúa hứa cho chúng ta về tất cả mọi thứ, từ những cái điều lớn nhất cho đến những cái điều nhỏ nhặt nhất, từ những cái điều mà chúng ta đã biết rồi cho đến những cái điều chúng ta chưa hề nghĩ tới, thì Chúa cũng đã biết, Chúa cũng đã sắm sẵn và Chúa cũng đã để dành sẵn cho chúng ta. Nhưng cái vấn đề đó là, hoặc là chúng ta chưa bước chân được vào đất hứa, hoặc là có những người đã kinh nghiệm những lời hứa ở đây, nhưng rồi họ bước chân ra khỏi vùng đất đó. Có những người chúng ta đã kinh nghiệm sự chữa lành rồi, nhưng sau đó chúng ta lại bệnh nặng hơn. Tại sao vậy? Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, ô chúng ta đã được chữa lành, Chúa đã chữa lành cho chúng ta rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cứ thoải mái. Không. Chúng ta, nếu chúng ta không biết được nguyên tắc của Chúa, thì chúng ta lại bước ra khỏi cái lời hứa đó. Những người Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi hoạn nạn rồi, Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi nợ nần rồi, Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi sự nghèo thiếu rồi, nhưng mà nếu chúng ta không biết ý của Chúa, chúng ta không làm đúng theo ý muốn của Chúa, thì điều gì xảy ra? Chúng ta lại lâm vào trong chỗ đó tiếp. Những người Chúa đã giải cứu ta ra khỏi nghiện ngập rồi, nhưng mà bây giờ có những người thì lại quay trở lại trong sự nghiện ngập. Và Chúa nói ở trong Phục Vụ Luật Ký đoạn 30 câu 1, Chúa nói là khi các điều đó xảy ra, và nếu ngươi có bị tản lạc khắp mọi nơi, tức là cái chữ tản lạc khắp mọi nơi này có, tức là bị đem ra khỏi cái đất hứa. Chúng ta hiểu chỗ này, bị tản lạc khắp mọi nơi ở đây có nghĩa là bị đem ra khỏi cái đất hứa, hay nó khác hơn là bị đem ra khỏi cái lời hứa của Chúa mà chúng ta đã kinh nghiệm. Thì Chúa sẽ có cách để chúng ta quay trở lại. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái lý do. Trước khi ta nói về cái việc tại cái cách để chúng ta quay trở lại, thì chúng ta sẽ nói đến cái lý do tại sao chúng ta lại bị đem ra khỏi cái đất hứa. Chúng ta cùng nhau mở ra ở trong Kinh Thánh sách Lê Vi Ký. Tôi nhờ một người mở ra cho tôi sách Lê Vi Ký đoạn thứ 18. Lê Vi Ký đoạn 18 câu số 28. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 28. Chớ làm đất thành ô uế. Đất nào?
đất mà họ đã, dân Israel họ đã nhận hay là đất hứa đó, chớ làm đất thành ra ô uế, gọi làm gì nữa, e khi đất mửa các ngươi ra chăng. Ở đây chúng ta chú ý chỗ này. Có nhiều người khi chúng ta rơi vào trong cái tình trạng hoạn nạn, chúng ta nói Chúa phạt tôi. Nhưng tôi nói với chị em rằng Chúa không có phạt chúng ta. Đang khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã chịu chết vì chúng ta để chúng ta được sống, đúng không ạ? Thì tại sao Ngài lại phạt chúng ta? Nhưng có một điều đó là Chúa không phạt, nhưng bởi vì do những cái điều ô uế mà chúng ta làm, mà đất nơi cái vùng đất mà chúng ta đã nhận được đó, hay là cái đất hứa của dân Israel nhận được đó, chính đất đó nó từ chối chúng ta, chứ không phải là Chúa phạt. Cũng như vậy, ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đã được phước hạnh rồi, nhưng mà bởi một cái điều gì đó, đôi khi cái điều đó chúng ta làm chúng ta không biết, nhưng mà bởi sự vô tình, bởi sự cố ý, chúng ta không biết được, nhưng chính cái đất đó, chính cái phước hạnh đó nó mửa chúng ta ra. Có lẽ cái câu này không biết là chúng ta đã từng thấy cái câu này lần nào chưa, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy đất đó sẽ mửa chúng ta ra. Vậy thì làm đất ra ô uế có nghĩa là gì? Là những việc gì chúng ta làm mà làm đất ra ô uế? Chúng ta xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 20. Lê Vi Ký đoạn 20 câu số 22. Dạ. Như thế nào ạ? Các ngươi phải làm gì? Các ngươi phải gìn giữ, làm theo luật pháp và mạng lệnh của ta, hầu cho đất mà ta dẫn các ngươi đến không mửa các ngươi ra. Nói tới chỗ, vậy thì lý do gì mà đất mửa chúng ta ra? Lý do gì mà chúng ta lại bị loại khỏi cái chỗ phước hạnh mà lẽ ra chúng ta đã nhận được rồi? Bởi vì có thể chúng ta đã không làm theo mạng lệnh và luật pháp của Chúa. Nhưng nói tới chỗ này, nhiều người sẽ nói rồi, ông bắt đầu ông giảng luật pháp rồi đó. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy như thế này nè. Nếu nói về làm theo luật pháp, nếu nói về làm theo luật pháp thì không một người trên đất nào làm trọn luật pháp được hết, trừ Chúa Giê-xu thôi. Không một người nào. Tại sao như vậy? Chúng ta nhớ là ngay cả các môn đồ trong cái giáo hội nghị đầu tiên ở tại Jerusalem thì họ đã đứng dậy và họ đã nói thế nào ạ? Chúng ta không thể nào chất một cái gánh nặng mà chúng ta và tổ phụ chúng ta không gánh nổi. Tại sao không gánh nổi ạ? Bởi vì luật pháp của Chúa quá nhiều. Bây giờ tôi đố quý vị, Chúa viết cho dân sự của Chúa bao nhiêu luật pháp, bao nhiêu điều ở trong luật pháp? Chúng ta xem nha. OC đoạn 8. OC đoạn 8. OC chứ không phải vô C nha quý vị. OC đoạn 8 câu số 12. Ta đã chép lệ luật ta cho nó bao nhiêu điều? Bao nhiêu? Một vạn điều. Ta đã chép lệ luật ta cho nó bao nhiêu điều? Một vạn điều. Mà trong Gia Cơ đó, Gia Cơ đoạn 2 câu số 10 thì nói rằng nếu chúng ta giữ trọn luật pháp mà phạm một điều thì sao? Thì sao ạ? Thì cũng đáng tội như là phạm hết thảy. Vậy nếu chúng ta căn cứ vào trong điều này
thì rõ ràng không một ai có thể cư ngụ được trong đất hứa cả. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhớ thế này, luật pháp này, một vạn điều này, Chúa chép cho dân Israel, Chúa chép ở trong giao ước của Môi-se, mà giao ước đó không ảnh hưởng đến chúng ta ngày hôm nay. Giao ước đó không ảnh hưởng đến chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì sao vậy? Chính Phao-lô đã nói, làm sao có luật pháp? Luật pháp đã được thêm vào bởi cớ sự phạm phép, cho đến khi nào người dòng dõi đến. Vậy thì luật pháp được thêm vào khi dân sự của Chúa phạm phép. Cho nên đây những cái luật lệ này viết cho dân Israel, viết trong luật pháp của Môi-se. Nhưng chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có bị lệ thuộc ở dưới luật pháp của Môi-se không? Nếu chúng ta nói không thì tại sao không? Mà nếu ta nói có thì tại sao có? Một điều đơn giản như thế này, luật pháp của Môi-se được lập ở trên nền tảng của chức vụ thầy tế lễ là ai? A-rôn. Đúng không ạ? Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có chức vụ thầy tế lễ là ai? Theo ban nào? Theo ban Melchizedek, không phải là theo ban của A-rôn. Vậy chúng ta có một cái nền tảng của chức vụ thầy tế lễ khác, thì chúng ta không thể nào chúng ta làm theo luật lệ của một cái luật cũ. Được không ạ? Một cái điều đơn giản ở đất nước chúng ta, để chúng ta có thể so sánh. Trước năm 1975, đất nước Việt Nam, đặc biệt là miền Nam chúng ta, ở trên nền tảng của chính phủ là gì? Cộng hòa. Đúng không ạ? Nhưng từ 30 tháng 4 năm 1975 thì Việt Nam chúng ta ở trên nền tảng chính phủ là gì? Xã hội chủ nghĩa. Vậy những cái điều, những cái luật lệ trong thời Việt Nam Cộng Hòa có còn có giá trị khi ở trong thời điểm của xã hội chủ nghĩa không? Nói không thì không đúng, nhưng mà nói có thì cũng không đúng. Bởi vì có những cái luật về đạo đức thì vẫn giữ, nhưng còn những cái luật về của chính phủ để ban hành, để điều hành đất nước thì không có giá trị nữa, mà phải ở trong luật của chính phủ mới. Ngay cả luật đất đai, ngay cả về luật giáo dục, ngay cả sách vở, ngay cả tất cả những việc y tế hay là bất cứ một cái điều gì đều phải lệ thuộc vào trong chính phủ mới. Và chúng ta không thể nào chúng ta lôi cái luật cũ ra. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta không cần đội mũ bảo hiểm, rồi chúng ta bị giao thông thổi lại, họ phạt chúng ta nói không, tôi đang làm theo luật, luật ngày xưa không có cấm đội mũ bảo hiểm. Được không? Không. Bây giờ là luật mới rồi. Bây giờ là luật mới rồi. Được không ạ? Chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta ở trong một nền tảng của luật mới. Vậy thì, nhưng mà nói về ở trong nền, chúng ta đang ở trong một nền tảng của luật mới, nhưng lại có cái điều này, đó là chúng ta vẫn có thể bị đất mửa chúng ta ra. Và tôi đưa cho chúng ta thấy có những cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh mà lẽ ra họ đã được phước hạnh rồi, nhưng họ lại bị loại ra khỏi sự phước hạnh đó. Câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện của loài người, Sáng Thế Ký, về Adam và Eva. Lúc này có luật pháp chưa? Lúc này chưa có luật pháp của Môi-se, nhưng vẫn có luật của Đức Chúa Trời. Được không ạ? À? Chưa có luật pháp của Môi-se, nhưng vẫn có luật của Đức Chúa Trời. Và mục đích của Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva, mục đích của Đức Chúa Trời sáng tạo mọi sự là để cho ai hưởng? Là để cho loài người hưởng, đúng không ạ? Để cho loài người hưởng. Ngài dựng nên Ngài dựng nên một cái khu vườn, và Ngài nói thế này: Đức Chúa Trời khiến cho đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon, để cho ai hưởng? Kệ cho mọc lên chơi vậy thôi, phải không? Không. Cho ai hưởng? Cho loài người hưởng. Đúng không ạ? Vậy bây giờ tôi dừng lại chỗ này chút xíu, tôi hỏi anh chị em. Tất cả mọi sự hy sinh, mọi sự chịu khổ của Chúa Giê-xu nhằm cất lấy sự rủa sả, nhằm cất lấy bệnh tật, nhằm cất lấy sự chết ra khỏi thế gian này, để làm chi vậy?
Để làm chi? Để cho chúng ta hưởng. Cũng giống như tất cả mọi loại cây đẹp mắt và trái ăn ngon, Đức Chúa Trời dựng nên là để cho loài người hưởng. Chúa Giê-xu Ngài chịu lấy mọi sự khổ hình để làm gì? Để cho chúng ta hưởng. Chỗ nào nói như vậy? Chúng ta xem Ê-sai đoạn 53. Ê-sai đoạn 53. Tôi sẽ đọc câu 5 và câu 6. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang chúng ta được lành bệnh. Ngài chịu để cho chúng ta được hưởng, hay là Ngài chịu là bởi vì Ngài thích cho nên Ngài chịu? Còn chúng ta chịu khổ kệ chúng ta, nhưng mà Ngài thích chịu khổ cho nên Ngài đến Ngài chịu khổ. Ngài chịu để cho ai được hưởng? Cho chúng ta được hưởng, đúng không ạ? Chúa dựng nên các loại cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon là để cho loài người hưởng. Chúa Giê-xu chịu khổ là để cho chúng ta không còn chịu khổ nữa. Nhưng tôi nói chúng ta xem tiếp cái câu chuyện này. Cuối cùng thì Adam và Eva lại bị đuổi ra khỏi cái nơi phước hạnh đó. Adam và Eva bị đuổi ra khỏi nơi phước hạnh đó. Lý do tại sao? Cái chỗ mà chúng ta đọc chứ nói là nếu các ngươi vâng theo mạng lệnh và luật lệ của ta, nếu không thì đất sẽ mửa các ngươi ra. Chúng ta nói chỉ luật lệ và mạng lệnh, chúng ta sẽ nghĩ đến luật pháp của Môi-se. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta lên trên Facebook, chúng ta cho thấy có nhiều người cứ mới vừa rồi tôi lại thấy đem ra một cái vấn đề nữa, đó là con vật thanh sạch và con vật không thanh sạch để tranh luận với nhau. Những cái điều đó nằm ở đâu? Trong luật pháp của Môi-se. Trước luật pháp Môi-se, Chúa có phân biệt con vật thanh sạch và không thanh sạch chưa? Có. Sách Sáng Thế Ký thời Nô-ê. Khi Chúa dựng nên chiếc, Chúa nói với Nô-ê đóng chiếc tàu và đem vào trong đó những con vật thanh sạch và con vật không thanh sạch. Đúng không ạ? Nhưng Chúa có cấm ăn không? Không. Chúa có phân biệt con thanh sạch và con không thanh sạch, nhưng Chúa không có cấm ăn. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 9 thì Chúa nói là Chúa cho phép là người được tự do ăn. Nhưng mà đến khi trong thời của Môi-se thì mới cấm ăn những con vật không thanh sạch. Tới trong thời của Chúa Giê-xu qua cái khải tượng của Phi-a-rơ thì Chúa đã hủy bỏ cái lời đó rồi. Chớ cầm bằng ô uế những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho sạch. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ăn con vật thanh sạch không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta có muốn ăn hoặc thích ăn hay không thôi. Con heo là con không thanh sạch đó. Nếu chúng ta muốn ăn, chúng ta ăn, chúng ta không có phạm tội gì với Chúa cả. Nhưng mà nếu chúng ta không muốn ăn thì chúng ta không ăn, cũng chẳng ai có quyền phán xét chúng ta. Nếu nói về con vật không thanh sạch, ở dưới nước là con lươn là con không thanh sạch á. Nhưng mà con lươn này nấu canh chua với lại kho sả thì khỏi chê rồi, phải không ạ? Tại vì con vật nào ở dưới nước mà không có vây, không có vảy là con vật không thanh sạch. Con lươn nó có vây có vảy không? Không. Nhưng ngày hôm nay điều đó đã bị hủy bỏ rồi. Chúng ta có quyền tự do chọn ăn hay không ăn. Đó là quyền tự do của chúng ta. Không ai cấm cản. Và ngày hôm nay chúng ta cũng không có được quyền lên án một người nào đó khi ăn một loại thịt của một con vật nào. Ví dụ chúng ta thương mấy con chó, chúng ta không ăn thịt chó, mà người khác ăn thịt chó, chúng ta lại nói ơi người gì mà gian ác ăn thịt chó. Nhưng mà ví dụ mấy người khác, người ta thương con thỏ, người ta nuôi con thỏ là sao? Chúng ta lại đi ăn thịt thỏ thì sao? Thì người ta mới nói ơi người gian ác đi ăn thịt thỏ, thỏ dễ thương vậy mà đi ăn. Cho nên chúng ta không được quyền phán xét. Nhưng mà chúng ta có quyền chọn ăn hay không ăn, đúng không ạ? Vậy thì luật pháp về con vật thanh sạch hay là con vật không sạch, nó đã có từ thời của Nô-ê rồi. Nhưng mà chúng ta khi nói về luật pháp và luật lệ và điều răn của Chúa thì không có nghĩa là luật pháp của thời Nô-ê, nhưng là luật lệ
hay là cái điều mà Chúa ngăn cấm ngay trong thời điểm có giá trị của nó. Và cái luật ở trong thời của Adam và Eva, luật đó là gì ạ? Luật đó là gì? Không được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Đúng không ạ? Trong thời của Noe, ngay trong thời điểm đó, luật của Chúa là gì? Không được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Và họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen là bởi vì lý do gì? Bởi vì họ không vâng lời. Bởi vì họ không vâng lời. Và chỗ này tôi muốn chúng ta chú ý chỗ này nè. Adam cũng ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Đúng không? Nhưng Chúa có rủa xả Adam không? Chúa có rủa xả Adam không? Không. Chúa không có rủa xả Adam. Tôi nhờ mọi người đọc Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7 để chúng ta thấy Chúa có rủa xả Adam hay không. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, xin lỗi, đoạn 3 câu 17. Dạ, chúng ta thấy cái sự khác biệt chỗ này. Khi chưa vi phạm luật của Chúa thì đất nó xanh cái gì? Cây đẹp mắt, trái thì ăn ngon. Nhưng bây giờ khi không giữ theo luật lệ của Chúa thì đất nó như thế nào? Nó thay vì nó xanh những cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon thì bây giờ nó xanh trong gai và cây tật lè. Và chúng ta nhớ ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 22 nãy chúng ta đọc, nếu chúng ta không vâng giữ luật của Chúa thì Chúa có rủa xả không? Không. Nhưng mà đất sẽ mửa người ra. Và ở đây Adam và Eva đã bị đất mửa ra, tức là cái khu vườn phước hạnh đó đã mửa họ ra, họ không được phép ở trong đó nữa. Đó là lúc chưa có luật pháp, đúng không ạ? Bây giờ một cái câu chuyện khi có luật pháp. Nếu ta đọc sách Các Vua, chúng ta sẽ thấy đặc biệt các vua của Israel thì luôn luôn làm điều ác trước mặt Chúa. Còn các vua của Juda thì có người làm điều ác, có người làm điều thiện. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái chỗ làm điều thiện và làm điều ác ở đây không có nghĩa là giết người, cướp của hay là làm điều gì hung ác. Nhưng cái chữ làm điều ác ở đây có nghĩa là họ không thờ phượng hay là không phục sự Đức Chúa Trời thì bị gọi là làm điều ác. Nếu chúng ta đọc trong sách Các Vua, chúng ta sẽ để ý thế này. Ông vua này lên ngôi, làm điều thiện trước mặt Đức Chúa Trời, dẹp bỏ các nơi cao, dẹp bỏ sự cúng lại hình tượng và thiết lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng ông vua khác lên ngôi, làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Và làm điều ác như thế nào ạ? Bắt chước y như những gì tổ phụ họ đã làm, đó là cúng lại hình tượng, thờ phượng ba anh, vân vân. Làm điều ác trước mặt Chúa. Chỗ làm điều thiện và làm điều ác ở đây có nghĩa là thờ phượng Chúa hoặc là không thờ phượng Chúa, tôn luật pháp của Chúa lên cao hoặc không vân phục theo luật pháp của Chúa. Và chúng ta thấy họ đã đi vào, họ đã nhận lấy đất hứa và họ đã có một thời gian phồn thịnh ở trong cái đất hứa, đúng không ạ? Nhưng bởi vì họ đã không tôn Chúa lên cao ở trên đời sống của họ, họ đã không hết lòng tìm kiếm Chúa, không hết lòng thờ phượng Chúa, cho nên cuối cùng họ bị cái gì? Họ bị làm phu tù. Họ rời khỏi cái đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ. Đất đã mửa họ ra. Và sau đó 70 năm sau thì Đức Chúa Trời đã cho họ quay trở về vùng đất đó, bởi sự thành tín của Ngài, bởi lời hứa của Ngài dành cho Abraham, bởi lời hứa của Ngài dành cho David. Nhưng một lần nữa đất lại mửa họ ra, đó là khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá.
Khi Chúa Giêsu, khi mà các thầy thông giáo họ tìm cách họ giết Chúa Giêsu thì họ giấy loạn dân sự để vu khống, đúng không ạ? Họ kích động. Và nhưng mà khi mà cái người bậc cầm quyền ở thời điểm đó nói rằng ta không tìm thấy cái lỗi nào, cái tội nào của người này đáng chết cả, cho nên bây giờ là ta sẽ tha đánh đòn rồi, rồi tha đi, thì họ lại làm gì ạ? Đóng đinh nó trên thập tự giá, đóng đinh nó trên thập tự giá. Và họ còn nói thêm thế này nè: quyết vô tội của người đó xin đổ lại trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi. Và điều gì xảy ra? 70 năm sau công nguyên, họ một lần nữa bị đất mửa ra. Và lần này đất mửa họ ra đến 1900 mấy chục năm, 1800 mấy chục năm. Từ năm 70 họ đã bị tản lạc khắp thế giới. Nhưng đến năm 1948 họ mới quay trở về lập quốc trở lại. Bao nhiêu năm? Nhưng mà khi họ quay trở về lập quốc trở lại thì hiện tại đó, ở tại Israel chưa đủ 12 chi phái đâu, chỉ có mới hình như là mới có 2 chi phái thôi, Juda và Benjamin thì phải. Tức là những người thuộc về vương quốc Juda đó đã được. Tại vì những khi mà đất nước Israel bị chia làm hai đó, thì vương quốc Juda gồm có chi phái Juda và một phần chi phái Benjamin. Còn đất nước vương quốc Israel thì 10,5 chi phái còn lại. Và bây giờ hiện tại thì chỉ hình như là chỉ có chi phái Juda và chi phái Benjamin. Và ông tổng thống Israel bây giờ là người thuộc chi phái Benjamin. Còn những cái chi phái khác họ vẫn còn đang ở đâu đó khắp mọi nơi. Có một bộ tộc ở phía bắc Trung Quốc, họ ở trong đất nước Trung Quốc, họ là người Trung Quốc nhưng họ không giống người Trung Quốc. Người ta không biết nguồn gốc của họ từ đâu, nhưng mà nhìn họ giống phương Tây, mũi cao, da trắng. Rồi có gần đây tôi mới vừa đọc một cái bài báo thì có một cái bộ tộc nữa ở tại Ấn Độ, Pakistan gì đó, thì họ nhận họ là một trong những chi phái của Israel và bây giờ họ muốn tìm cách để họ quay trở về vương quốc đất nước của họ. Và Đức Chúa Trời hứa như thế nào ạ? Ở trong Phục Truyền Lời Ký đoạn 30 hồi nãy chúng ta đọc: dù cho ngươi ở tận phương trời nào thì thế nào? Ta cũng đem ngươi về đất này. Nhưng ở đây chúng ta đang nói tới cái lý do tại sao đất mửa dân sự của Chúa ra. Bởi vì họ không vâng phục, đúng không ạ? Bởi vì họ không hết lòng thờ lạy Đức Chúa Trời. Và bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi không phải là họ cố tình, nhưng do họ bị xúi dục. Khi Chúa Giêsu bị đóng trên thập tự giá đó, họ bị xúi dục, đúng không? Và họ đã nghe theo lời xúi dục đó. Họ đã tuyên bố nguyện quyết vô tội, hay là họ đã thề. Và chính vì lý do đó mà đất đã mửa họ ra. Chúng ta đưa cái điều này vào trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Có nhiều khi chúng ta bị mất đi sự phước hạnh. Chúng ta bị cái sự phước hạnh đó, hay là chúng ta bị loại ra khỏi cái sự phước hạnh mà lẽ ra Chúa Giêsu Ngài đã sắm sẵn, Ngài đã dành lại cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta bị loại ra khỏi đó là bởi vì sao vậy? Bởi vì có nhiều lúc chúng ta không vâng phục. Bởi vì có nhiều lúc chúng ta không thờ phượng Chúa đáng như phải thờ phượng. Bởi vì có nhiều lúc chúng ta bị kẻ khác lừa dối, chúng ta nghe theo và chúng ta đánh mất cái sự phước hạnh đó. Nếu cái chỗ này chúng ta phân tích ra thì nó sẽ tốn nhiều thời gian chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng đó là những cái lý do tại sao chúng ta mất đi sự phước hạnh. Ngày hôm nay ví dụ chúng ta đang đi đúng ở trong đường lối của Chúa, trong lời của Chúa, nhưng mà một ngày kia chúng ta nghe một người nào đó giảng về một cái loại tin lành khác và chúng ta nghe êm tai quá, chúng ta đi theo. Đúng không ạ? Chúng ta đánh mất đi sự phước hạnh.
Rồi ví dụ chúng ta đang ở trong sự phước hạnh, Chúa đưa chúng ta vào trong sự phước hạnh nè, và chúng ta ở trong sự phước hạnh đó rồi. Nhưng bây giờ thay vì chúng ta lại tiếp tục chúng ta thờ phượng, chúng ta tiếp tục chúng ta tôn cao, chúng ta tiếp tục chúng ta làm theo những gì mà Đấng ban phước hạnh cho chúng ta, dạy dỗ, thì đằng này chúng ta không làm, mà chúng ta đặt cái phước hạnh đó lên làm Chúa của chúng ta. Giống như dân Israel vậy, họ đã thờ hình tượng thay vì thờ Chúa. Để cái sự thành công lên làm Chúa, để tiền bạc lên làm Chúa, để danh tiếng lên làm Chúa, mà không thờ phượng cái Đấng ban cho chúng ta sự vinh hiển đó. Chúng ta đã thờ hình tượng và phước hạnh đó mửa chúng ta ra. Và nếu như chúng ta quay trở lại phục truyền Lời Ký đoạn 30, nếu như chúng ta đang ở trong tình trạng đó, nếu như chúng ta đang bị mửa ra, bị phước hạnh đó mửa chúng ta ra, thì Chúa nói thế này: làm cách nào để chúng ta quay trở lại? Chúa nói như thế này đây, chúng ta mở lại phục truyền đoạn 30. Ngươi, khi các điều này xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa sả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, trở lại cùng Jehovah Đức Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài như mọi điều ta đã truyền cho ngươi ngày nay, thì bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đến. Vậy nếu như bây giờ chúng ta đang bị tản lạc, hay nó khác hơn là chúng ta đang bị đánh mất đi mọi sự phước hạnh mà lẽ ra chúng ta có được ở trong Chúa Giê-xu do những cái điều sai trật của chúng ta, thì Chúa nói như thế nào? Nếu ngươi đem lòng nhắc lại. Nhắc lại cái gì ạ? Nhắc lại cái gì? Thứ nhất là nhắc lại mạng lệnh của Chúa. Và khi nhắc lại mạng lệnh của Chúa thì lúc đó nó sẽ lòi ra cái lỗi của chúng ta, đúng không? Và khi nó lòi ra cái lỗi của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải xưng cái lỗi đó ra. Có nhiều người nói chúng ta ở trong Chúa Giê-xu rồi, chúng ta được tha thứ rồi, làm gì hở ra cái cứ ăn năn, hở ra cái cứ ăn năn. Chúng ta đọc ở trong cái lời giảng của Chúa Giê-xu để chúng ta sẽ thấy lời giảng của Chúa Giê-xu, lời giảng của các sứ đồ đi, lời giảng của Giăng Báp-tít, Chúa Giê-xu và các sứ đồ, cái sứ điệp ăn năn luôn luôn là cái sứ điệp được đặt lên hàng đầu. Sứ điệp ăn năn là sứ điệp luôn luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải ăn năn? Chúa biết chúng ta không? Chúa biết không ạ? Chúa biết trong lòng chúng ta đã biết mình sai trật chưa? Biết, đúng không ạ? Nhưng tại sao chúng ta phải ăn năn? Thật ra nói ăn năn thì có nghĩa là như thế này. Tôi là dùng cái hình ảnh này để cho ta thấy tại sao Chúa muốn chúng ta phải xưng ra những cái lỗi lầm của chúng ta. Tôi lấy một cái ví dụ thế này. Cô nào chưa có chồng? Tôi sẽ lấy cái câu đó làm ví dụ. Trang. Ví dụ, cái này là ví dụ thôi nha, chứ không phải thiệt vậy nha. Ví dụ lúc mà Trang chưa có chồng, chưa có người yêu, và vì làm ăn thất bát cho nên là thiếu nợ tới 10 người. Nhận lấy 10 cái giấy nợ của 10 người. Nhưng mà sau đó thì gặp được người yêu lý tưởng và hai người chuẩn bị cưới nhau. Và trước khi cưới thì cái người yêu lý tưởng nó nói thế này: bây giờ anh sẵn sàng trả hết tất cả mọi cái món nợ mà trước đây em đã thiếu. Nhưng mà cô nàng thì suy nghĩ thế này: bây giờ mình thiếu nhiều quá, mình nói ra nhiều sợ ông bỏ ông chạy, mình lại ở mình nữa. Cho nên thôi bây giờ mình nói năm ông chủ nợ thôi, mình chừa lại năm. Và khi nói ra năm cái người chủ nợ mà mình thiếu thì cái chàng trai lý tưởng kia đã trả hết năm cái món nợ. Nhưng mà tôi đố quý vị, cô nàng này còn thiếu nợ không? Ủa, ông người yêu lý tưởng ông hứa ông trả hết rồi mà, nhưng mà tại sao còn?
À, lý do tại sao chúng ta phải xưng ra? Chúa Giêsu ngày đến ngày trả giá là trả hết cho chúng ta, đúng không ạ? Nhưng chúng ta xưng ra bao nhiêu thì cái gì ta xưng ra Ngài sẽ làm sạch, cái gì ta xưng ra Ngài sẽ làm sạch, nợ nào chúng ta xưng ra Ngài sẽ trả. Nhưng cái nào chúng ta còn giấu thì chủ nợ vẫn còn có quyền ở trên lĩnh vực mà chúng ta còn giấu. Nơi nào mà ngươi bị đuổi đến, nếu ngươi hết lòng nhắc lại. Và chúng ta đọc trong Thi Thiên, chúng ta sẽ thấy, đặc biệt là những bài hát của các con cháu của Cô-rê đó, khi họ bị đài qua xứ Babylon rồi thì họ hát những bài hát thế nào ạ? Họ nói với Chúa: chúng tôi và tổ phụ của chúng tôi đã phạm tội cùng Chúa. Để làm gì? Họ nói như vậy, họ ăn năn để làm gì đây? Chúa biết chưa? Chúa biết họ phạm tội và tổ phụ họ phạm tội không? Biết, nhưng họ nhắc lại để cho làm gì? Không phải là nhắc lại để cho Chúa biết, nhưng mà họ nhắc lại để chính họ phải nhận biết rằng chỗ đó là cái chỗ họ phạm luật pháp của Chúa, chỗ đó là cái chỗ họ phạm điều răn của Chúa. Và khi họ nhắc lại điều đó cho họ và cho con cháu của họ để làm gì? Để sau này không rơi vào trong chỗ đó nữa. Và Chúa Giêsu đã nói: ngươi đã ăn năn rồi, ngươi đã được chữa lành rồi thì chớ phạm tội nữa, e có sự gì tệ hơn xảy đến cho người chẳng. Rồi bây giờ xóa bỏ ví dụ nha, Trang không có thiếu 10 món nợ nha. Hết lòng nhắc lại con người đó và dạy cho con cháu người đó nữa, hết lòng vâng theo tiếng của Chúa thì Chúa nói thế nào? Chúa sẽ đem về. Dù ở nơi phương trời nào, Chúa cũng sẽ đem về. Rồi Chúa đem về rồi điều gì nữa? Chúng ta sẽ thấy những lời hứa tiếp theo đây. Câu số 7: Đức Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời trù ẻo này trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi, còn ngươi thì hối cải vâng theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Và chúng ta thấy cái lời hứa này Chúa đã hứa với Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3: ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Và cái lời này cũng đã được Phao-lô nhắc lại ở trong Galati đoạn 3 câu 13 và câu 14: Đấng Christ đã nên sự rủa sả cho chúng ta, phải không ạ? Như có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Vậy cái điều chúng ta cần phải làm sao để ta thay đổi, đổi cái sự rủa sả trở thành phước hạnh đây? Chúa Giêsu đã làm rồi. Ngài đã chuẩn bị một cái giá cho chúng ta rồi. Cái phần của chúng ta đó là chúng ta nhận biết, chúng ta nhận biết mình sai chỗ nào, chúng ta nhận biết lý do gì mình bị đuổi ra khỏi cái vùng đất phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Chúng ta nhận biết cái nguyên nhân tại sao mà cái sự phước hạnh đó nó không còn ở trên đời sống chúng ta nữa. Chúng ta quay trở lại, nhắc lại lời hứa của Chúa, nói với Chúa ăn năn cái điều mà chúng ta đã phạm, ăn năn cái điều mà chúng ta đã sai với luật pháp của Chúa. Tôi nhắc lại, luật pháp của Chúa ở đây đang không nói tới luật của Mô-xe. Cho nên đừng có môi ra: Vậy là lâu nay tôi ăn thịt heo, chắc tôi phạm tội. Lâu nay tôi không thờ phượng Chúa ngày thứ bảy, chắc tôi phạm tội. Không, luật pháp này không phải như vậy. Giống như trong thời Adam, thì luật pháp của Chúa trong thời Adam là gì? Không ăn trái cây với điều thiện và điều ác. Đó là luật pháp trong thời đại đó. Và luật pháp của Chúa trong thời đại này là gì? Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi phải yêu nhau thể ấy. Phao-lô đã kết luận cái điều này lại: như vậy sự yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Luật pháp của Chúa trong thời điểm này ngày hôm nay là như vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là như thế nào là yêu thương? À, vấn đề đây là như thế nào là yêu thương? Chúng ta xem Kinh Thánh Chúa nói yêu thương là thế nào nha. Cô Tô Nhất đoạn 13. Thật ra thì đoạn này quen lắm nhưng mà không ai thuộc. Mà cũng có nhiều người thuộc nhưng mà không ai nhớ.
thuộc mà không nhớ, tức là thuộc là thuộc thôi, chứ còn những lúc mà mình cần nhớ thì mình không có nhớ. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải thuộc, cần phải quen, cần phải thuộc và cần phải nhớ. Vậy thì bây giờ tình yêu thương là cái gì? Tình yêu thương là nhịn nhục, tình yêu thương là nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đó, tình yêu thương là như vậy đó. Và yêu thương là làm trọn luật pháp. Vậy bây giờ chúng ta xem, suy xét xem lâu nay chúng ta đã làm theo điều răn của Chúa được chưa? Thì chỗ nào chưa làm được, nhắc lại. Chỗ nào chưa làm được, nhắc lại. Ăn năn với Chúa: Chúa ơi, chỗ này con chưa làm được. Chúa ơi, yêu thương, con nói con yêu thương mà con hay ghen tị. Con cái nhỏ kia nó mới sắm bộ đồ mới mà con không có, con ghét nó. Như vậy là chưa có yêu thương, đúng không ạ? Yêu thương là thấy người ta hạnh phúc mà mình không được hạnh phúc, là cái nhìn thấy mỗi lần người ta hạnh phúc là thấy ghét, là như vậy là chưa yêu thương. Yêu thương là thấy người ta thành công mà mình chưa thành công, cái mình tìm cách mình phá. Đó là phải yêu thương. Nhưng mà hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc, đó mới là yêu thương. Cho nên xin giúp đỡ cho chúng ta. Nơi nào chúng ta bị đuổi đi, hãy nhớ lại. Khi chúng ta nhớ lại, chúng ta nhắc lại, thì Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ đem chúng ta về. Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ đổi cái sự rủa sả thành cái sự phước hạnh. Và chẳng những Ngài đổi cái sự rủa sả thành sự phước hạnh thôi, mà Ngài còn làm gì nữa? Chúng ta xem, quay trở lại ở trong Phục Truyền đoạn 30, chúng ta đọc cái phần này. Phục Truyền đoạn 30, chúng ta xem câu từ câu 9. Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng, hết ý trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước lấp đầy, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thành lợi, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Chúng ta chú ý chỗ này. Chúa hứa là Ngài sẽ làm gì ạ? Chẳng những Ngài sẽ thay đổi cái sự rủa sả thành cái sự phước hạnh, mà Ngài còn nói gì? Ngài ta sẽ ban phước cho ngươi lấp đầy. Lấp đầy là gì ạ? Cái chỗ nào nó trũng thì Ngài sẽ làm gì? Làm cho đầy. Và nếu như nó làm cho đầy những cái chỗ trũng rồi, mà cái làm đầy đó nó vẫn còn thấp hơn những cái khác nữa, thì Ngài sẽ làm cho đầy để cho nó bằng lên. Những người nào hiểu cái chỗ lấp đầy này á, chúng ta hiểu khi mà chúng ta ở nhà đường quốc lộ, mà khi mà nhà nước họ nâng đường lên á, thì cái nhà chúng ta sẽ làm gì? Thấp xuống. Bây giờ lấp đầy có nghĩa là gì? Đầy phải có cái mức độ của đầy, chứ không phải là đầy theo cái nghĩa chúng ta nói đầy là đầy, hiểu không ạ? Đầy có nghĩa là bằng với, hoặc là thậm chí cao hơn cái đường, cái nơi mà chúng ta đang ở. Đó là lấp đầy. Vậy Chúa sẽ hứa Ngài sẽ ban phước lấp đầy cho chúng ta. Và Chúa sẽ hứa là Chúa sẽ chúc phước trên mọi công việc của tay chúng ta. Chúa hứa là Chúa sẽ chúc phước trên vật nuôi, hoa quả của bông trái, hoa quả của đất ruộng, và ở trên vật nuôi cũng như cây trồng của chúng ta. Mà ban phước như thế nào? Lấp đầy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, những cái chỗ nào chúng ta đang thiếu, những chỗ nào chúng ta đang trũng, vấn đề là chúng ta phải tìm ra nguyên nhân của cái chỗ nó bị trũng đó. Chúng ta nhắc lại, chúng ta nói ra với Chúa, và chúng ta công bố sự chúc phước của Chúa lấp đầy ở trên chỗ đó. Và sự đổi, sự rủa sả
thành sự phước hạnh. Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta rồi. Ngài đã làm trọn rồi, Ngài đã trả xong rồi. Vấn đề của chúng ta đó là chúng ta nhận biết nguyên nhân của mình, chúng ta xưng nó ra, thì Đức Chúa Trời sẽ lại thương xót, Ngài sẽ lại làm ơn, Ngài sẽ lại ban phước lấp đầy ở trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúa ban phước cho Hội Thánh.